Trên mạng xã hội có rất nhiều cư dân mạng đang đồng quan điểm rằng bọn này mở quán bún bò chủ yếu là để phượng ruồi rửa tiền. Có thể là phượng ruồi hiện tại đang muốn được lái ô tô lắm rồi, muốn mua nhà lắm rồi, nên phải tập trung tô vẽ cho quán bún bò để cái quán này trở thành một cái quán bún vô địch siêu cấp, một quán bún bò đi vào kỷ lục về đơn hàng. Phải cho khán giả nhìn thấy cái quán này phải có lời, mà lời rất nhiều, để sau này phượng ruồi công khai mua tài sản, phượng ruồi sẽ có lý do chính đáng để giải thích với thiên hạ. Bà Lành là tổng khẩu, đảm nhiệm chức vụ bếp trưởng, từ một bà bán bún nay đã trở thành một nghệ nhân siêu đỉnh quý vị ạ. Trong một buổi sáng thôi mà bà ta đã bán được 600 tô bún. Câu nói này là chính miệng bà ta đã nói. Tính theo khung giờ bình thường, từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tổng cộng chúng ta có 5 tiếng đồng hồ để bán được 600 tô bún. Thì trong vòng 5 tiếng, năng suất của bà Lành phải đạt mức 30 giây trên một tô bún. Phượng ruồi á, hãy nhanh nhanh đăng ký cho bà Lành đi, đăng ký kỷ lục người phụ nữ bán bún bò siêu cấp Việt Nam. Chứ nhìn bà ta cứ như là một diễn viên siếc vậy đó, đỉnh quá mà. 30 giây thì đã hoàn thành một tô bún, thì hà hì hục 5 tiếng đồng hồ để thành công 600 tô bún. Đúng là quá đỉnh. Mấy ai làm được như bà Lành, thiết nghĩ anh YouTuber quay cảnh nói chuyện khoe mẽ của bà Lành. Tự nói rằng bản thân bà ta bán được 600 tô bún bò trong một buổi sáng, thì anh ta nên quay lại cái cảnh bà Lành chính tay hoàn thành 600 tô bún thì mới có tính thuyết phục. Nói không không như vậy thì cứ nói láo nói xạo thì chúng tôi sẽ báo công an đánh thuế thu nhập đó nghe. Lúc công an vào thì sẽ lòi ra một mối chuyện nữa thì lại mệt đó nghe. Nên cái gì có thì mình hả nói, còn cái gì không thì mình bớt nói, bớt xạo lại. Và trong câu chuyện 600 tô bún bò của bà Lành, nếu như bà Lành làm được như vậy thì sau khi hoàn thành phi vụ rửa tiền của mình, thiết nghĩ nên đừng bán bún bò nữa mà hãy đi theo một gánh xiếc sẽ có tương lai lắm đó. Đi xiếc bún bò nó thú vị lắm. Một cái quán bún bò nhỏ như cái lỗ mũi lại nằm trong con hẻm mới mở được vài ngày, ngoài tay tiếng ra thì không hề có một sự nổi tiếng nào. Thậm chí là khi tìm kiếm trên các ứng dụng đồ giao đồ ăn thì cũng không thấy quán bún bò cô Lành ở Phan Đình Phùng. Vậy mà phía Phượng Ruồi còn bày đặt tạo ra những vụ bơm hàng tùm lum. Họ còn từng lên một kịch bản nói rằng Kim Tử Long đặt bún bò rồi bơm, lợi dụng tên tuổi của Kim Tử Long để nổi tiếng nữa. Hết lợi dụng cậu Năm thì chuyển qua lợi dụng Kim Tử Long trên kênh YouTube quảng bá cho quán bún bò. Còn có lần mạnh dạn công bố rằng mẹ của nghệ sĩ Vũ Lưng cũng đến ủng hộ quán để thu hút người xem. Nói thiệt, một cái quán bún nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, không tên không tuổi mà mong muốn được sự ủng hộ của Kim Tử Long và mẹ nuôi của Vũ Lưng thì nên coi lại cái tư cách của mình ở đâu. Một quán bún bò cóc ké mà cứ hô hào không biết nhục à. Hết tấu hề rồi chuyển qua xiếc, toàn là cố tình diễn trước ống kính của YouTuber để qua mặt khán giả, toàn là bịa đặt chứ có chuyện nào là thật đâu. Sự kịch cỏm và hài hước trong các bước đi của phe cần cần khiến khán giả phải quan ngại vào cái tương lai của mớ tiền phúng điếu đang được Phượng Ruồi cất giữ. Dù cho ngày nào Phượng Ruồi cũng công bố là quán bún bò bán được 500-600 tô hoặc là hơn thế nữa thì cũng có ai tin đâu. Muốn âm thầm rửa tiền thì thiết nghĩ là nên rửa trước khi drama nổ ra, lúc đấy có thể đánh lừa được khán giả. Còn đằng này quá nhiều chuyện vô lý và đã xảy ra rồi, rửa tiền tầm này thì có ai tin nữa đâu. Một màn xiếc thú vị nữa mà Phượng Ruồi đã gửi đến khán giả cộng đồng mạng, đó là khi cô ta vừa được khách đến ăn bún bò bo tiền, Phượng Ruồi liền diện cái mắt vui sướng tiếp viên quán bún bò mà cứ tưởng mình là cái bán bia không chừng. Tiền bo các kiểu ngang, có ai rảnh tới mức mà đi ăn bún bò rồi còn bỏ tiền ra bo cho nhân viên không? Quý vị hãy nhìn cái bản mặt của Phượng Ruồi khá giống những người ăn xin, ăn mày ở ngoài đường nên người ta thương hại, người ta bố thí tiền cho. Cầm tiền bo mà cười tít con mắt, không biết là thật hay giả. Nhưng qua cái hành vi nhận tiền bo này thì thấy Phượng Ruồi chẳng có một tí tư cách nào để so sánh với Hồng Loan. Hồng Loan bán hàng online, mỗi khi khách hàng chuyển tiền dư, Hồng Loan chuyển trả lại tiền. Đúng là một bên ngang vịt, còn một bên là Phượng Hoàng công chúa. Được tiết mục xét nữa, đó chính là tình huống khách đến ăn bún nhưng không quên cà khịa phía Hồng Loan, giả lại khách còn nắm rõ drama này luôn. Thật đáng ngưỡng mộ những tình cảm của khách đến ăn bún bò dành cho Phượng Ruồi, vừa đến ăn bún bò vừa để chia sẻ với Phượng Ruồi có hạnh phúc rồi còn gì. Nói thuê người đến ngồi ăn cho đông đúc thì chối, nhưng những gì diễn ra thì nó quá rõ ràng rồi, không phải người quen thì cũng là thuê ngồi đến ăn thôi. Những người mà ấn ăn bún bò vào buổi sáng sớm đa phần người ta ăn nhanh để người ta còn đi làm, chứ ai mà rảnh ngồi đó mà buông chuyện tám chuyện đủ trò với các người. Phượng Ruồi muốn nói xạo thì cũng phải có căn có cơ, làm phải có logic đàng hoàng thì người xem người ta nghe mới được, chứ toàn tạo ra những trò kịch cỏm như vậy tấu hề hoài có ai tin đâu. Có thể thấy là Phượng Ruồi đã rất tâm huyết trong lần này. Phượng Ruồi muốn biến cái quán bún bò trở thành một cái quán bún nổi tiếng, nên làm ra để tâm nguyện được ngồi xe ô tô, được mua nhà to,
được thực hiện sau khi rửa tiền thành công, vừa là ca sĩ, nay kim luôn diễn viên, siết diễn viên tấu hài, đa tài quá ngang. Có cảm thấy là tuổi thân giờ uổng phí tài năng không hưởng rồi, bởi vì mình quá nhiều tài mà giờ không thể nào đi ca diễn được, tại có ai mời đâu mà đi diễn. Với cái tên tuổi của Phượng rồi thì ai mà dám đụng vào nữa. Mời vào show thì chắc có bể show mà thôi. Nếu như bản thân mình không tham lam cướp nhà của Hồng Loan, không dướng vào tai tiếng, thì giờ Phượng rồi có thể dùng tài năng đó của mình đi biểu diễn được. Và tiếc ghê ngang, tiền khốn điếu là tiền người chết. Tiền đó ăn riết rồi cũng hết, làm sao có thể so sánh được với số tiền mà mình tự làm ra, tự đi hát mà có. Giờ thì tự làm, tự chịu thôi, đáng đời lắm. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép lại bản tin tại đây. Chúc quý vị vui vẻ.